Thưa quý vị, trong năm 2023, hoạt động của ngành thủy sản Đà Nẵng có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng được công nhận là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống khai thác đánh bắt bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý, gọi tắt là IUU. Một trong số đó là nỗ lực vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân trong phát triển nghề cá bền vững. Xác định tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài sẽ ảnh hưởng lớn đến những nỗ lực chung trong công tác gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản. Do đó, bên cạnh việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ tàu thuyền ra vào, trước mỗi chuyến biển của người dân, lực lượng chức năng các địa phương luôn dành thời gian để tuyên truyền bà con về các quy định cần phải thực hiện trong quá trình đánh bắt. Mà đặc biệt là tuyên truyền cho bà con là không được khai thác vùng biển đã cấm. Tại vì nếu như bà con mà không chấp hành mà cứ vi phạm như vậy thì ảnh hưởng rất lớn về mặt kinh tế, trước mắt là thiệt thòi cho bà con ngư dân, thứ hai nữa ảnh hưởng đến mặt kinh tế của đất nước. Việc thành phố siết chặt công tác quản lý tàu thuyền ra vào cũng như kiểm tra chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền trên biển đã tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức của ngư dân. Nếu như ban đầu bà con thấy việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hay ghi nhật ký là khá phiền phức thì nay đã trở thành việc không thể quên. Được cái sự là hỗ trợ tích cực của bộ đội biên phòng của thành phố hướng dẫn cho bà con đánh bắt đúng tiếng, đúng quy định và những nơi không được đến là chúng tôi không được đến. Theo thống kê của Chi cục Thủy sản thành phố, so với năm ngoái, số lượng các hoạt động vi phạm khi đánh bắt trên vùng khơi đã được kéo giảm. Tỷ lệ tàu cá không ghi nhật ký hành trình thấp hơn rất nhiều. Đây là kết quả từ sự nỗ lực chung của bà con ngư dân. Việc mà mất cái nối thiết bị giám sát hành trình thì so với các năm trước thì năm 2023 này giảm rất là đáng kể. Và quan trọng là bà con ngư dân, các thuyền trưởng, các chủ tàu đã rất là ý thức trong vấn đề mà bật cái thiết bị giám sát hành trình. Từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố cũng đã hoàn thành tổng kiểm tra rà soát các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên với 1.216 chiếc, trong đó có 595 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động ở vùng khơi. Rà soát lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản và làm việc trực tiếp với từng chủ tàu để hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định. Đồng thời cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá đã đăng ký của thành phố vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.